Thưa quý vị, thực hiện quy định số 76 ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ được phân công phụ trách theo dõi. Sáng nay, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư 25 thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Hiện nay, chi bộ khu dân cư 25 có 67 đảng viên. Nhờ sự lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự đồng thuận, nhiệt tình, trách nhiệm của tất cả đảng viên và nhân dân ở khu dân cư, chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, các đảng viên đều thực hiện tốt những nội dung cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận 21 về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những điều đảng viên không được làm. Tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đi tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm ngừa cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Khu dân cư không phát sinh vấn đề về an ninh trật tự. Về nhiệm vụ trong thời gian đến, chi bộ đặt mục tiêu tiếp tục lãnh đạo các tổ dân phố tập trung vận động nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 và hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ về văn hóa xã hội đã đề ra. Tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 cho các đảng viên trong chi bộ, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, đồng thời thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ tiếp tục được thành phố đặc biệt chú trọng. Hiện nay, kinh tế xã hội thành phố đã được khôi phục và đang có đà tăng trưởng tốt. Thành phố đang chú trọng đổi mới cơ cấu kinh tế, đồng thời đề xuất với Trung ương những cơ chế chính sách trong phát triển các lĩnh vực về công nghiệp, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Bí thư Thành ủy đánh giá cao những ý kiến tâm huyết được đảng viên nêu ra tại buổi sinh hoạt, đồng thời cho biết đối với những vấn đề về dân sinh, ảnh hưởng từ mặt trái của việc phát triển du lịch, thành phố đã nắm bắt và hiện nay đang tích cực đưa ra giải pháp. Ngoài cái việc chúng ta khôi phục về mặt du lịch thì cũng đang gây ra rất nhiều các cái áp lực về mặt xã hội, nhiều ý kiến các đồng chí ở đây đã phản ánh từ trật tự giao thông, rồi văn minh đô thị, rồi các vấn đề về môi trường. Thì đây là một trong những cái việc mà thành phố cũng đang chỉ đạo hết sức là quyết liệt để khắc phục, để đảm bảo cho chúng ta có một cái môi trường cho du khách đến đây và người dân thành phố của chúng ta được thụ hưởng những cái kết quả mà chúng ta đã làm trong nhiều năm qua và bây giờ có cái điều kiện để tiếp tục khẳng định. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, chi bộ khu dân cư 25 tiếp tục tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tích cực đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13. Đồng thời nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong thời gian đến. Một trong những hạn chế của 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ thành phố nói chung ấy, đó là chính là cái việc phát triển đảng viên chúng ta không đạt yêu cầu. Đây là một trong những cái điểm hạn chế mà hiện nay thì ở cái lĩnh vực mà cái việc phát triển đảng viên khó khăn nhất chính là khu dân cư. Thế mà nếu chúng ta không quan tâm cái nguồn cán bộ đảng viên từ khu dân cư thì chúng ta sẽ không có được các cái lực lượng trẻ. Thì đây là một trong những cái nội dung mà tôi muốn và đề nghị cấp ủy chi bộ đồng chí quan tâm. Bí thư Thành ủy đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, quần chúng nhân dân, đồng thời đề nghị quận ủy Hải Châu và đảng ủy phường Hòa Cường Bắc tiếp tục quan tâm, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết thấu đáo những vấn đề trong thẩm quyền mà chi bộ khu dân cư 25 đã kiến nghị đề xuất.